À, mọi người đang nhìn hình ảnh đấy là vườn bưởi của bác. Bác ấy bảo đang bị dẹp vẩy nó tấn công, mặc dù đã bọc vào cái túi bọc của mọi người nhé, nhưng mà vẫn bị con dẹp vẩy. Em nhìn thì em bảo bác ấy là đây là lấm hồng, do bị lấm hồng, nhưng mà bác bảo không phải lấm hồng, bác ấy biết lấm hồng, nhưng đây nó là do con dẹp vẩy. Thế nên là em cho bác phun cái loại đặc trị dẹp dày mọi người nhé. Cái chai hủy diệt này, hủy diệt sâu dẹp này, nó chết đặc trị luôn những cái con dẹp sáp, dẹp kim, rồi là những cái con sâu khoang, sâu xanh, bọ trĩ dày lâu, bọ trồng cánh. Phun loại này thì cực kỳ là hiệu quả mọi người nhé. Chai này hòa 3 đến 400 lít nước một chai này, và mình sẽ kết hợp thêm thằng dầu khoáng. Thằng dầu khoáng thì nó rất là nóng và nó bám dính, nó vừa nóng và bám dính thì nó mới làm cho cái lớp vỏ bọc của cái con dẹp ấy. Thường con dẹp là nó có một cái lớp vỏ nó rất là cứng, thế nên là phải dùng những cái dòng thuốc nóng. Các bác hỏi là thuốc bám dính vào liệu có được không, những cái dòng bám dính nhưng nó chỉ là cái bám dính không, nó không có tác dụng nóng thì không hiệu quả lắm trong cái việc mà tiêu diệt cái con dẹp đâu mọi người nhá. Phun cái thằng dầu khoáng này vào để nó bám dính mọi người nhá. Thì chai này mình nó mang tính nóng, nếu như mọi người phun được lúc mát và thời tiết mát thì mọi người hòa một khối, mọi người cho 3 chai này được mọi người nhá, hoặc là cho 2 chai đấy. Như một khối thường thì là cho 2 chai, có nghĩa là 500 lít một chai này, và chai này mình đánh 300 lít một chai đấy. Nói cái khác 300 lít, 5 đến 600 lít, 600 lít thì cho 2 chai Thibero hủy diệt này với một chai dầu khoáng để phun. Phun như bị nặng thì phun 2 lần, cách nhau 5 đến 7 ngày, 7 đến 10 ngày tùy theo để mọi người phun, thì là nó sẽ chết, nó sẽ bong ngay mọi người nha. Nếu là do con dẹp vẩy, nhưng nhìn thì trên hình ảnh nó không rõ, nên là bác ấy ở tận trong Nghệ An nên là hơi xa, thì mình chỉ nhìn trên hình ảnh thì mình chuẩn đoán đây nó là như cái bệnh lấm hồng, lấm mắt cua, nhưng bác lại bảo không phải, đây là do con dẹp vẩy. Đấy, thì phun cực kỳ hiệu quả, thì đúng là con dẹp vẩy mọi người nhé. Thì bác ấy phun nó cực kỳ hiệu quả, nó bong luôn. Đấy, rất là hiệu quả. Thì xin làm video chia sẻ để mọi người tham khảo những cái loại dẹp vẩy này, và cái loại nó làm hỏng kể cả là quả cam hay quả bưởi nó đều làm hỏng mọi người, rất là nguy hiểm, nó bám lên rất là xấu luôn. Đấy, thì xin chia sẻ mọi người tham khảo, mọi người tìm những cái hoạt chất thuốc như đây này, Belofort này, Thimosam này, mọi người phun. Trên thị trường nó có rất là nhiều những cái dòng sản xuất này, nhưng mà thường thì nó chỉ có 250 với 100, nhưng mà đây cái chai này nó là 450 mọi người nhá. Pedioil Brofepot này nó chiếm 450g đấy, và Thimosam nó chiếm 100g trên lít. Phun nó cực hiệu quả mọi người nhá, cực kỳ hiệu quả luôn đấy. Đấy, rất là nhiều các bác đã phun những cái dòng dày dẹp đấy. Thì trên thị trường nó có rất là nhiều những cái dòng khác nhau của công ty sản xuất. Ở đây là của công ty Nikuchi Thái Long. Các bác ai quan tâm, ai cần tư vấn cũng như là hỗ trợ thuốc thang thì người liên hệ với em qua số điện thoại 0386293755. Em sẽ tư vấn cũng như là hỗ trợ thuốc thang cho mọi người nhé. Còn trong video hôm nay em chia sẻ cho bác cũng như là mọi người để mọi người tham khảo những cái loại sâu mới, cái loại dẹp mới như vậy. Thì em xin làm video em chia sẻ cho mọi người. Rất là mong video giúp ích được mọi người phần nào. Mọi người xem, mọi người nhớ cho em một like cũng như là ấn nút đăng ký ở phía dưới ủng hộ tinh thần cho em mọi người nhé. Còn trong video hôm nay đến đây em xin kết thúc video ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người ạ.